Chào mừng các anh chị đến với podcast Đọc Lời Chúa Mỗi Ngày. Lần đầu dành cho anh chị nào đến với kênh, đây là nơi tôi sẽ chia sẻ và đọc lời Chúa mỗi ngày. Nếu hay và hữu ích, anh chị đăng ký kênh, chia sẻ và đón xem những chủ đề tiếp theo. Một lần nữa xin kính chào quý anh chị và chúng ta bắt đầu chủ đề ngày hôm nay. Giải quyết một số vấn đề hôn nhân và độc thân. Bây giờ tôi đề cập tới những điều anh em tốt đã viết cho tôi. Đàn ông không cần đàn bà là điều tốt, nhưng để tránh hiểm họa dâm ô thì mỗi người hãy có vợ có chồng. Chồng hãy làm tròn bổn phận đối với vợ, và vợ đối với chồng cũng vậy. Vợ không có quyền trên thân xác mình nhưng là chồng, cũng vậy chồng không có quyền trên thân xác mình nhưng là vợ. Vợ chồng đừng từ chối nhau, trừ phi hai người đồng ý sống như vậy trong một thời gian, để chuyên lo cầu nguyện, rồi hai người lại ăn ở với nhau. Kẻo vì hai người không tiết dục nổi mà Satan lợi dụng để cám dỗ. Điều tôi nói đó là một sự nhân nhượng, chứ không phải là một mệnh lệnh. Tôi ước muốn mọi người đều như tôi, nhưng mỗi người được Thiên Chúa ban cho đặc sủng riêng. Kẻ thế này, người thế khác. Với những người độc thân và quả phụ, tôi nói thế này, họ cứ ở vậy như tôi thì tốt cho họ. Nếu không tiết dục được, họ cứ kết hôn, vì thà kết hôn còn hơn là bị thiêu đốt. Còn với những người đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi mà là Chúa. Vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được dẫy vợ. Còn với những người khác thì tôi nói, chính tôi chứ không phải Chúa, nếu anh em nào có vợ ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy thì người ấy đừng dẫy vợ. Người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy thì người ấy đừng bỏ chồng. Thật vậy, chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ người chồng có đạo. Chẳng vậy, con cái anh em sẽ là ô uế, trong khi thật ra chúng là thánh. Nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống bình an với nhau. Chị là vợ, biết đâu chị chẳng cứu được chồng, hay anh là chồng, biết đâu anh chẳng cứu được vợ. Ngoài ra, như Chúa đã định cho mỗi người làm sao, như Thiên Chúa đã kêu gọi mỗi người thế nào, thì cứ sống như vậy. Đó là điều tôi truyền dạy trong mỗi hội thánh. Ai đã cắt bì khi được kêu gọi thì đừng hủy bỏ dấu vết cắt bì. Ai chưa được cắt bì khi được kêu gọi thì đừng cắt bì. Cắt bì chẳng là gì, mà không cắt bì cũng chẳng là gì cả. Điều đáng kể là tuân giữ các điều răn Thiên Chúa. Ai đang ở địa vị nào khi được kêu gọi thì cứ ở địa vị đó. Bạn là nô lệ khi được kêu gọi ư? Chớ bận tâm, ngay cả khi có thể được tự do, tốt hơn hãy lợi dụng thân phận nô lệ. Thật thế, người đang làm nô lệ mà được Chúa kêu gọi thì là người được Chúa giải phóng. Cũng vậy, người đang tự do mà được kêu gọi thì là nô lệ của Đức Kitô. Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Anh em đừng trở nên nô lệ cho người phàm. Thưa anh em, khi được kêu gọi ở địa vị nào, mỗi người cứ ở địa vị đó trước mặt Thiên Chúa. Về vấn đề độc thân, tôi không có chỉ thị nào của Chúa, nhưng tôi chỉ khuyên nhủ anh em với tư cách là người nhờ Chúa thương, đáng được anh em tín nhiệm. Vậy, tôi nghĩ rằng vì những nỗi thống khổ hiện tại, ở vậy là điều tốt, phải. Tôi nghĩ rằng đối với người ta, như thế là tốt. Bạn đã kết hôn với một người đàn bà ư, đừng tìm cách gỡ ra. Bạn chưa kết hôn với một người đàn bà ư, đừng lo kiếm vợ. Nhưng nếu bạn cưới vợ thì cũng chẳng có tội gì, và nếu người con gái lấy chồng thì cũng chẳng có tội gì. Tuy nhiên, những người ấy sẽ tự chuốc lấy những nỗi gian truân khốn khổ, mà tôi muốn cho anh em thoát khỏi điều đó. Thưa anh em, tôi xin nói với anh em điều này. Thời gian chẳng còn bao lâu, vậy từ nay những người có vợ hãy sống như không có. Ai khóc lóc hãy làm như không khóc, ai vui mừng như chẳng mừng vui, ai mua sắm hãy làm như không có gì cả. Kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng, vì bộ mặt thế gian này đang biến đi.
Tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa. Họ tìm cách làm đẹp lòng người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời. Họ tìm cách làm đẹp lòng vợ. Thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời. Họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. Tôi nói thế là để mong tìm ích lợi cho anh chị em. Tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co. Nếu ai đang lúc quá dồi dào khí lực mà nghĩ rằng mình khó có thể tôn trọng vị hôn thê của mình và cho rằng chuyện thường tình sẽ phải xảy ra, thì người ấy cứ làm như ý mình muốn. Không mắc tội đâu, họ cứ việc lấy nhau. Còn ai đứng vững, lòng không nao núng, cũng chẳng miễn cưỡng, lại làm chủ được ý chí của mình và quyết tâm tôn trọng người trinh nữ, thì người ấy làm một việc tốt. Như thế, ai cưới người trinh nữ của mình thì làm một việc tốt, nhưng ai không cưới thì làm một việc tốt hơn. Người vợ bị ràng buộc bao lâu chồng còn sống, nếu chồng chết rồi thì vợ được tự do, muốn lấy ai thì lấy, miễn là trong Chúa. Nhưng theo ý kiến tôi, người ấy có phúc hơn bất cứ ở vậy. Tôi thiết nghĩ tôi cũng được thần khí của Thiên Chúa soi sáng. Chú thích bài đọc. Thánh Phaolô lặp lại: gặp vấn đề trước đây đã khiến ngài phải can thiệp. Đối với người Do Thái, tiêu chuẩn của luân lý là các điều răn trong luật Mô-xê. Người ta thường không thắc mắc tự hỏi các điều răn ấy phản ánh những quy luật muôn đời đến mức độ nào, hay nó chỉ tùy thuộc vào quan niệm của một thời đại, một nền văn hóa. Tất cả những gì bị luật cấm đều là tội, và luật cấm hay không là do cộng đồng tôn giáo giải thích. Nhưng người Hy Lạp, người ngoại giáo thì đâu biết luật đó. Thánh Phaolô nhắc nhở các điều răn liên quan đến tính dục, như Chúa Giêsu đã làm, nhưng ngài không lấy đó làm tiêu chuẩn duy nhất để phân biệt tốt xấu. Đối với ngài, lý do buộc người Kitô hữu phải kiểm soát, thậm chí phải mạnh mẽ kiềm chế các bản năng của mình, chính là đời sống của họ trong Chúa Kitô, một đời sống đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa hơn là thỏa mãn những đòi hỏi tự nhiên. Ngày nay, trong bối cảnh khủng hoảng luân lý trên toàn cầu, cách Thánh Phaolô trả lời đáng cho chúng ta đặc biệt để ý. Trong bao nhiêu thế kỷ trước đây, do nhu cầu tất yếu, tính dục được coi trước hết như là phương tiện truyền sinh. Từ đó người ta đã tìm xem đâu là quy luật tự nhiên, điều tiết giới tính. Khoái lạc và truyền sinh, đúng là cứu cách của tính dục và hôn nhân là sinh con và xây dựng gia đình. Nhưng ngày nay, trong tâm lý đôi bạn, giao hợp không phải trước tiên nhắm đến sinh con, ngay cả khi người ta mong muốn có con. Hướng biến chuyển văn hóa và thăng tiến phụ nữ đã làm cho cuộc giao hợp trở thành một điểm giao cảm đặc biệt sâu xa đối với nhiều cặp vợ chồng. Và những cặp này càng ngày càng đông. Đồng thời, việc giải phóng con người và việc giải phóng phụ nữ là những người mang tất cả gánh nặng của vai trò làm mẹ, đã làm cho người ta nghi ngờ những quy tắc luân lý trước kia, được coi là tùy thuộc một thời đại và một nền văn hóa nào đó. Ngày nay, nhiều nước đã phải quan tâm đến những vấn đề như quan hệ tiền hôn nhân, đồng tính luyến ái, phá thai do người mẹ quyết định chọn có con ngoài hôn nhân. Để đối phó với các vấn đề đạo đức này, người Kitô hữu có những điểm tựa tôn giáo mà những người khác không có. Nhưng nếu họ không có một động cơ nào khác ngoài một luật tự nhiên có giá trị cho hết mọi người, thì phải có những cuộc tranh luận lâu giờ và có sức thuyết phục cao mới có thể bàn đến vấn đề tính dục được đóng khung với mục tiêu sinh con và chỉ trong hôn nhân mà thôi. Vì thế họ phải làm như Thánh Phaolô đã làm, một mặt không quên các quy luật cựu ước đã được các tông đồ và truyền thống giáo hội công nhận cho đến ngày nay. Mặt khác, nên nhắc lại rằng cách sống của người Kitô hữu trong phạm vi tính dục trước hết tuân theo một đòi hỏi tất yếu là lòng tin vào Chúa Giêsu Kitô. Chúng ta sẽ không tìm xác định cái gì là tốt, là xấu. Cho bằng chỉ ra cho thấy việc thực nghiệm luyến ái và tính dục sẽ dẫn chúng ta đến đâu.
công bố những nguyên tắc luân lý về tính dục mà trước đó không làm sáng tỏ phẩm giá trội vượt của bản tính con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, rồi được thánh hiến cho Chúa Kitô nhờ thanh tẩy và hối cải, thì chẳng khác nào chưa trồng cây mà đã muốn hái trái. Ở đây, Thánh Phaolô bắt đầu trả lời một số vấn đề mà các tín hữu Côrintô đã viết trong thư hỏi Ngài. Trước tiên là về hôn nhân và đức khiết tịnh. Nếp sống Kitô giáo phát triển tốt đẹp, nên đã khuyến khích người ta quý trọng đức khiết tịnh, nhưng lòng quý trọng ấy cũng có thể bị nhiễm những lối nhìn không mấy Kitô giáo. Thật vậy, trong thế giới Hy Lạp, có những thuyết cho rằng tất cả những gì làm chúng ta gắn bó với thể xác và vật chất đều là xấu xa, ô uế. Chẳng hạn, đối với một số người thì không nên tự ràng buộc mình bằng hôn nhân, dù sau đó phải đi tìm bù trừ với gái điếm. Thánh Phaolô không nói hết về hôn nhân, Ngài chỉ xác định chỗ đứng của đức khiết tịnh trong hôn nhân. Vì đã được thánh hiến toàn diện nhờ phép rửa, đôi vợ chồng thuộc về Chúa Kitô, và vì thế họ không được để cho những đòi hỏi của thân xác chế ngự mình. Tình yêu ra luật cho họ chứ không phải nhục dục. Để tránh hiểm họa dâm ô, dịch sát chữ là vì sự dâm ô. Từ dâm ô dịch từ Hy Lạp, một từ có nhiều nghĩa: mại dâm, hôn nhân bất hợp pháp, gian dâm. Ở đây có lẽ Thánh Phaolô muốn nói đến sức lôi cuốn của nhục dục, một cuồng lực chống lại những dự định luân lý của chúng ta, giống như trường hợp được ghi ở Roma chương 7 câu 21. Vì nhục dục là một thực tại có thể áp đặt những đòi hỏi của nó, nên Ngài khuyên nên kết hôn. Nhiều người lấy làm chướng vì Thánh Phaolô không nói đến khía cạnh tích cực của tính dục là phục vụ tình yêu. Nhưng chúng ta đừng quên rằng Ngài sống cách xa chúng ta những 20 thế kỷ. Thời Thánh Phaolô, người Hy Lạp coi việc chia năm xẻ bảy là một ý tưởng. Một người vợ để có con, một bạn gái để yêu, và gái mại dâm để tìm khoái lạc. Ở đây, trái lại, Thánh Phaolô trình bày đời sống tính dục như một cuộc trao hiến toàn diện con người, chứ không phải là việc xác thịt. Điều này là đáng kể. Kitô giáo thời ấy sắp sửa nêu cao phẩm giá của hôn nhân và tình yêu vợ chồng. Nhưng mãi đến thế kỷ 12, trong các nước Kitô giáo, người ta mới ý thức được sự cao đẹp của tình yêu đôi bạn. Điều mới mẻ có tính cách mạng ở đây là nhắc lại nguyên tắc vợ chồng bình quyền. Theo lời Chúa Giêsu dạy, kẻo Satan lợi dụng mà cám dỗ. Chúng ta đừng quên lời này khi nói về điều hòa sinh sản. Thánh Phaolô nói, ngoài trường hợp được ơn đặc biệt, vợ chồng không nên kiêng việc kết hợp tính dục trong thời gian quá lâu. Ở chương 10, Thánh Phaolô nói với những người đã kết hôn, còn ở chương 12, Ngài nói với những người khác, rồi quay trở lại với người đã kết hôn. Vậy phải hiểu là ở chương 10, Ngài nói với những cặp vợ chồng được hội thánh công nhận là vợ chồng, còn ở chương 12, Ngài nói với những người đã kết hôn trước khi chịu phép rửa, rồi sau khi một mình vào đạo, tiếp tục sống với người phối ngẫu chưa vào đạo. Nếu đã bỏ chồng, Thánh Phaolô khẳng định lại lập trường của Chúa Giêsu: kết hôn là cam kết cho đến chết. Luật căn bản này là luật của Thiên Chúa, không phải tôi ra lệnh này mà là Chúa. Nếu người ngoại đạo, Thánh Phaolô ra một luật trừ cho những người đã có gia đình khi theo đạo và chịu phép rửa. Vì khi chịu phép rửa, người tân tòng bắt đầu một đời sống mới và không còn bị hôn nhân ràng buộc nếu bên kia không chấp nhận cho họ theo đạo. Thánh Phaolô ngợi khen những người tín hữu ước muốn cho bạn mình cũng theo đạo, nhưng có lẽ chia tay thì tốt hơn. Và người có đạo có thể đi tìm một người có đạo làm bạn đời. Nên nhớ rằng Thánh Phaolô sống trong một thế giới ngoại giáo, trong đó ly dị là hợp pháp và được mọi người chấp nhận. Con cái anh em là thánh. Trước đó là câu chẳng vậy con cái anh em sẽ là ô uế. Nói theo quan niệm Do Thái giáo, nghĩa là chưa được hưởng các đặc ân dành riêng cho dân Thiên Chúa. Có người cho rằng bao lâu con cái người có đức tin chưa được rửa tội thì chúng như xa lạ đối với Thiên Chúa. Nghĩ vậy là sai. Vì qua tình thương, ân cần chăm sóc và cầu nguyện của cha mẹ, ơn Chúa đã đến với các trẻ ấy. Chúng ta mời gọi các bậc làm cha mẹ đừng trễ nải
đem con đi rửa tội. Như vậy là đúng, nhưng không nên đưa ra những kiểu ngụy biện. Chúa đã định cho mỗi người làm sao thì cứ sống như vậy. Thánh Phaolô đáp ứng khát vọng thăng tiến xã hội, một khát vọng thời nào cũng có. Ngày xưa, người tự do và nô lệ sống bên nhau, nhiều khi trong cùng một nhà, sự phân biệt không phải luôn luôn là giữa giàu và nghèo. Thánh Phaolô chỉ muốn tương đối hóa một tham vọng ám ảnh cuộc đời nhiều người và làm cho họ quên đi tất cả những cái khác. Ngài đặt tự do nội tâm lên trên các tự do khác về mặt xã hội và thấy rằng được yêu mến Chúa Kitô là giàu có tột bậc. Ngay cả khi có thể được tự do, hãy lợi dụng thân phận nô lệ, có những điều kiện làm việc và sống trong xã hội ngăn cản chúng ta thực hành ý muốn của Thiên Chúa và không cho chúng ta được thật sự tự do. Nhưng người ta dễ quên rằng mỗi hoàn cảnh xã hội đều có một yếu tố nô lệ hóa. Làm việc được trả lương cao hơn không tất nhiên bảo đảm chất lượng cuộc sống. Nhất là nếu xét theo tiêu chuẩn tin mừng, trong một thế giới mà chúng ta gọi là vô nhân đạo, tính chất nô lệ nơi chúng ta tùy thuộc phần lớn những ước muốn thiếu suy nghĩ của chúng ta và thái độ cứ ngoan ngoãn nghe theo quảng cáo, tuyên truyền. Thánh Phaolô trả lời một câu hỏi khác. Corinto, một thành phố khét tiếng đồi trụy, với hàng mấy ngàn cái điếm sống theo tập tục ngoại giáo thời đó, quanh quẩn bên đền thờ nữ thần tình yêu. Nhưng chính tại đây, giáo đoàn mới thành lập đang khám phá ra lối sống độc thân, trinh khiết. Chọn sống trinh khiết vì nước trời, không phải trước hết là muốn có thời giờ và tự do hơn để làm việc tông đồ. Đó là một lối sống cho phép tình yêu Thiên Chúa thực hiện những điều mới mẻ. Thánh Phaolô đã chọn con đường này và Ngài bảo vệ lựa chọn của mình. Chúng ta đã được thánh hiến cho Chúa Kitô nhờ phép rửa. Nếu người là chàng rể thì lựa chọn này là chính đáng, cho dù thế gian coi đó là kỳ dị. Chẳng khác chi tự nguyện sống nghèo khó. Thời gian chẳng còn bao lâu, câu trả lời này của Thánh Phaolô đi xa hơn câu hỏi của người Corinto. Đây không chỉ là trông đợi ngày Chúa Kitô sắp trở lại, như các Kitô hữu thời sơ khai vẫn trông đợi cuộc quan âm của Chúa Giêsu đã rút ngắn thời gian. Nói theo nghĩa bóng, chúng ta không còn có thể sống an nhàn trong thế giới hiện tại như trước kia. Khi chúng ta không thấy xa hơn, giờ đây chúng ta hoàn toàn hướng về cái đang đến. Người Kitô hữu sống trong hiện tại, nhưng tất cả những gì họ tha thiết nhất là ở cái đến sau. Vậy chúng ta đừng tranh luận với Thánh Phaolô như thể Ngài suy luận về những giá trị của thế giới hiện tại. Ngài không lý luận thần học, nhưng lên tiếng như một người đã được Chúa Kitô chiếm hữu. Tiếp đến, Ngài lưu ý rằng ở mọi lĩnh vực, cuộc xả thân của người Kitô hữu đều có thể gieo mầm chia rẽ đối với những ai muốn sống không quá cách xa đòi hỏi đặc biệt của phép rửa, là ý chí thánh hiến trọn vẹn con người mình cho Chúa Kitô. Đời sống hôn nhân hoặc gia đình có thể gây ra nhiều cản trở cho sự tự do thiêng liêng và các ước vọng tông đồ. Do đó mà Chúa Giêsu nói những lời ghi ở Marco chương 10 câu 29: nếu ai nghĩ rằng mình khó có thể tôn trọng vị hôn thê của mình, hoặc có thể dịch là tôn trọng một người con gái, có lẽ Thánh Phaolô ám chỉ những người ước muốn sống thử đời dâng hiến. Đây là những trường hợp đã xảy ra trong giáo hội sơ khai. Có những người cùng sống chung dưới một mái nhà sau khi đã đính hôn với nhau và cả hai thánh hiến mình cho Chúa. Nhưng nếu họ cảm thấy khó giữ mình trinh khiết thì Thánh Phaolô khuyên họ hủy bỏ lời cam kết ấy đi.